45 man 9 sen 017 yên, tương đương với cỡ khoảng độ 77 triệu. Và đây chính là tổng tiền thu nhập tháng vừa rồi của mình nhá. Gửi tiền xong ấy, thời điểm hiện tại bây giờ cũng tối rồi. Mình sẽ rẽ vào một cái quán ăn ngay bên dưới đường đây, mình vào ăn nhá. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã đến với video clip của mình. Sáng nay đi làm ca đêm về ấy, thì mình cũng vào kiểm tra ấy, thì cũng thấy là giá yên đang tăng lên rất là cao rồi. Ở thời điểm hiện tại ấy, thì một yên thì được 168 đồng, có nghĩa là một man yên thì được 1.680.000 nhá. Bởi vì là giá yên cũng đang tăng cao lên, và cách đây khoảng độ vài hôm ấy thì mình cũng mới nhận được tiền lương từ công ty xong, nên là ngày nay ấy, thì mình sẽ dẫn mọi người đi nhận tiền lương, rút tiền lương một tháng làm việc ở Nhật của mình nhá, xem là tháng này mình được bao nhiêu. Và cái tiền tháng này ấy, thì mình nhận được ấy, thì mình cũng tính là mình sẽ gửi về nhà nhá. Bởi vì là đợt cuối năm này ấy, thì mình cần một khoản tiền mình gửi về nhà cho gia đình, để đợt cuối năm này ấy, thì ở bên Nhật thì mình sẽ làm được cái thủ tục hoàn thuế cuối năm nhá. Thì ngay bây giờ ấy, thì mình sẽ dẫn mọi người ra cây ATM nhận tiền lương của mình nhá, xem là tháng lương vừa rồi ấy, thì mình làm bao nhiêu công và mình được tổng cộng là bao nhiêu tiền nhá. Gọi chung là cái tiền lương tháng này mình nhận được ấy thì vẫn gọi là tạm ổn nhá, nhưng bắt đầu từ sang tháng sau trở đi ấy là mức lương của mình thấp rồi, bởi vì là công ty mình thời điểm hiện tại ấy, thì là không có tăng ca làm thêm nhá. Ngày mình đi làm vài giờ hành chính đấy, gọi chung là không có một tiếng tăng ca nào cả. Nói về công việc bên Nhật đấy thì có lúc này lúc kia nhá, chứ không phải lúc nào cũng công việc ổn định lương cao được. Thời điểm cuối năm này ấy, thì hầu như đa số là rất nhiều công ty cũng giống tình trạng của team mình nhá, tầm cuối năm này là công ty sẽ ít việc hết việc đi. Hiện tại bây giờ đang là 4 giờ chiều ấy, tranh thủ là trời vẫn sáng ấy, nên là mình sẽ dẫn mọi người đi rút tiền của mình nhá. Hàng ngày đi làm ấy thì mình sẽ đạp xe đấy đi làm, còn mình ở nhà mình đi chợ, mình đi đâu đó ấy, thì mình sẽ sử dụng xe máy mình đi nhá. Bởi vì là mình đi xe đạp đi làm ấy, để nó tiết kiệm được tiền gửi xe ở nhà ga nhá. Bởi vì là cũng có khá nhiều anh chị ấy thắc mắc bảo là cái xe máy của em đâu rồi mà không thấy đi, bán xe máy rồi à? Thực ra không phải nhá, xe máy xe đạp mình đều sử dụng, nhưng mà xe máy để ở nhà đi chợ, còn là xe đạp để mang đi làm nhá. Trước khi mà đi rút tiền lương ấy thì mình sẽ quay cho mọi người chi tiết về cái bảng lương tháng vừa rồi nhận được nhá. Xem mà tổng tháng vừa rồi ấy thì mình nhận được bao nhiêu, và sau khi khấu trừ ấy thì mình còn dư được bao nhiêu nhá. Về cái phần bảng lương một tháng làm việc ở nhà của mình ấy thì mình đã từng quay giấy tờ rồi, ngày hôm nay thì mình cũng chỉ giấy tờ qua nhá. Tháng này thì tổng cộng là mình làm 22 công, và một ngày công ấy là một ngày nghỉ mình có phép nhá, tổng cộng là làm 23 công. Nhưng mà mình nghỉ một ngày thì làm 22 công và một ngày nghỉ có phép thì được lương 100% nhá. Và tháng này thì mình có tổng cộng là 17,5 tiếng tăng ca, thì tổng tất cả là 22 công làm việc ấy thì mình ra được số tiền ấy là 25 man 3 sen, được cộng thêm phụ cấp tiền làm ca đêm và tiền làm thêm đây được thêm 9 man 4 nữa, thêm một phụ cấp nữa là phụ cấp tiền nhà ở nhá, một tháng được khoảng độ 4 man yên này, và thêm một khoản phụ cấp khác ấy, là phụ cấp ăn trưa là 5 sen 5. Phụ cấp này là phụ cấp C, là phụ cấp gì mình không rõ nhá. Và thêm nữa là một man 1 sen 500 yên ấy, là cái một công ngày nghỉ đây, một ngày nghỉ của mình ấy vẫn được tính lương 100% ấy. Và hàng tháng mình đi làm bằng tàu điện từ trên Tokyo xuống tỉnh Ibaraki làm việc ấy, thì là công ty người ta hỗ trợ tiền tàu xe 100% nhá. Một tháng thì tiền tàu xe người ta hỗ trợ là 3 man 6 sen 960 yên. Thì cộng tổng tất cả số tiền ấy, tiền 22 công này, cộng với tiền một công nghỉ phép qua lương này, cộng với tiền phụ cấp làm ca đêm làm thêm, cộng tiền nhà ở, tiền ăn, rồi là tiền phụ cấp thêm nữa, thì tương đương với cỡ là khoảng độ hơn 77 triệu. Thì tổng số tiền mình làm ra đây cộng các cái khoản phụ cấp đấy ấy, thì mình phải trừ thêm các cái khoản khấu trừ nữa. Tiền khấu trừ là tiền thuế thu nhập cá nhân này, một tháng hết 1 man 3 sen 550 yên. Tiền thuế cư trú là cái tiền mình đang sinh sống làm việc ở Nhật đấy, thì mình phải đóng cái tiền cư trú đây là 1 man 600 yên. Và tiền tiếp theo là tiền phí bảo hiểm y tế nhá. Cái tiền bảo hiểm y tế đấy thì mọi người làm việc ở bất kỳ một đất nước nào ấy, thì mọi người cũng đóng cái khoản này, gọi chung là nó bảo hiểm thân thể cho mọi người. Tiếp theo nữa là tiền bảo hiểm hưu trí nhân viên nhá. Cái tiền này bên Nhật ấy người ta gọi là cái tiền lên kin này, gọi chung là cái khoản tiền hưu trí này ấy, thì mình đóng ở đây, sau này mình về Việt Nam ấy thì mình sẽ làm hồ sơ thủ tục ấy thì mình sẽ lấy lại được nhá. Tiếp theo là trừ thêm khoảng độ 2 sen 754 yên tiền bảo hiểm thất nghiệp, và khoản trừ tiếp theo là 9 sen 394 yên là cái tiền ăn trưa ở công ty. Và khoản trừ cuối cùng của mình ấy là tiền nhà ở đây. Tiền nhà ở một tháng hỗ trợ là 4 man ấy, thì vừa đủ tiền chi trả tiền nhà ở luôn. Thì tổng số tiền khấu trừ tháng này là hết 13 man 2 sen 354 yên. Thì tổng số tiền này mình nhân theo tỷ giá yên ngày hôm nay ấy, mình quy đổi sang Việt Nam ấy, thì tương đương với cỡ khoảng độ là 22 triệu nhá. Tổng cái tiền thu nhập tháng vừa rồi của mình đây là được 45 man 9 sen này, là được 77 triệu nhá.
trừ đi cái tiền khấu trừ ấy là 13 man 2 sen là 22 triệu đây, thì dư ra được là 32 man 6 sen 663 yên. Thì tổng số tiền mình nhận về tay đấy mình quy đổi sang tiền Việt Nam ấy thì tương đương với cỡ khoảng 54 triệu đồng nhá. Thì tất nhiên là cái khoản tiền nhận về tay đấy thì mình không phải là mình dư ra hết nhá, mình còn phải trừ thêm một số cái khoản chi phí nữa. Một tháng công ty người ta hỗ trợ khoảng độ là 3 man 6 sen 960 tiền tàu ấy, thì mình mua vé tháng ấy, vé tháng đi tàu thì một tháng mình hết khoảng độ 3 man nhá, mình vẫn dư được khoảng độ 6 sen. Tức là vị chi là khoảng độ 3 man tiền tàu xe đi lại này, cộng tiền ăn là hết khoảng độ 5 man một tháng này, cộng tiền điện, ga, nước rồi là wifi ấy, hết khoảng độ 2 man một tháng nữa thì tổng là khoảng độ 10 man. Thì mình lấy tổng là 32 man này, trừ đi 10 man tổng số tiền đây thì mình còn dư được khoảng độ 22 man nhé. Thì có nghĩa là tháng này ấy, sau khi mình trừ tất cả các chi phí đi ấy, thì mình còn dư ra được cỡ khoảng độ là 37 triệu tiền Việt Nam. Mình nghĩ là ai cũng vậy thôi. Cái khoảnh khắc sướng nhất ấy là cái khoảnh khắc đi nhận tiền lương, cái tiền lao động công sức trong một tháng làm việc nhé. Và thường thường rút tiền ấy thì mình sẽ ra cái cây ATM của bưu điện mình rút tiền nhé. Bởi vì là chi phí rút tiền ở cây này ấy, thì nó rẻ hơn các cái cây bình thường rất là nhiều. Tổng số tiền lương của mình ấy là hơn 32 man đấy, nhưng mà cái thẻ của mình giới hạn mình chỉ rút được khoảng độ 30 man đấy nhá. Mình sẽ rút đã, tròn 30 man đây. Hóa đơn ra này, thẻ ra. Và đây chính là tiền lương làm việc tháng vừa rồi của mình nhá. Và thời điểm hiện tại thì mình lại đang ngồi trong căn phòng của mình. Vừa mình rút tiền ấy, mình cũng quay cho mọi người chi tiết về cái bảng lương một tháng mình nhận được bao nhiêu, dư được bao nhiêu ấy. Thì mình cũng rút tiền về tay rồi. Thực ra là mình cũng tính là mình gửi tiền về luôn ấy, nhưng mà mình cầm cái đống tiền này mình ngồi ở ngoài đấy thì mình cũng không thể quay được. Nên là trước khi gửi tiền đấy thì mình cũng muốn về nhà mình quay, mình chia sẻ thêm một chút nữa. Thì cũng có khá nhiều người thắc mắc ấy, mà tại sao mình không gửi tiền trực tiếp qua banking ấy, mà mình lại phải đi rút tiền mặt, xong rồi mình lại rút về thẻ làm gì. Thực ra là công ty mình ấy thì hàng tháng ấy là mình có hai cái thẻ nhá. Thẻ tiền lương công ty ấy thì mình sẽ nhận bằng một cái thẻ này. Cái thẻ này ấy thì không có chức năng banking, nên là mình phải rút ra tiền mặt, xong rồi mình đút sang cái thẻ này. Đút sang cái thẻ này xong ấy thì mình mới lại bắn tiền sang cái thẻ này ấy, sang cái thẻ này, sau đó mình sẽ dùng phần mềm chuyển tiền ấy để mình chuyển tiền về Việt Nam nhá. Nhưng mà kiểu đây là mình đi quay video, mình giới thiệu cho mọi người ấy, nên bắt buộc mình phải rút tiền về, mình quay chi tiết cho mọi người xem. Tổng tiền lương tháng này của mình là 32 man ấy, nhưng mà mình có rút thêm tiền để mình gửi về nhá. Bởi vì cái thủ tục làm hoàn thuế cuối năm ấy thì mình phải gửi tổng cộng là 38 man, có nghĩa là 38 tờ này nhá. 38 tờ này thì quy đổi sang tiền Việt Nam theo tỷ giá hiện tại ấy, thì nó tương đương với cỡ khoảng độ là 63 triệu, gần 64 triệu tiền Việt Nam nhé. Thì trước khi mà ra cây ATM mình đút tiền vào thẻ để mình gửi tiền về Việt Nam ấy, thì mình cũng muốn chia sẻ cho mọi người một chút nhé. Thì đợt trước mình cũng có đăng video mình chia sẻ cái bảng lương lên ấy, thì cũng có khá nhiều bạn thắc mắc ấy, bảo tại sao cũng cùng làm số công với mình ấy, nhưng mà tiền lương của các bạn lại thấp hơn của mình rất là nhiều. Thì mình cũng chia sẻ luôn đấy, là cái visa của mình thời điểm hiện tại ấy, là visa kỹ năng đặc định nhé. Bên Nhật người ta gọi là visa Tokutegino, visa kỹ năng đặc định số 1. Thì thực ra là cái mức lương của 3 năm đầu tiên đi theo diện xuất khẩu lao động, hay người ta thường gọi là visa thực tập sinh ấy, thì 3 năm đầu thường thường là cái diện visa đấy ấy, thì cái mức lương cơ bản này rồi là cái tiền tăng ca làm thêm ấy thì người ta sẽ trả cho mọi người thấp nhá. Tất nhiên là nếu người ta trả cho thấp ấy mà mọi người không có tăng ca, không có làm thêm, không có làm đêm ấy, thì cái mức lương hàng tháng của mọi người sau khi mà ăn uống chi tiêu xong ấy, đại khái là một tháng chỉ dư được tầm cỡ khoảng độ chục triệu, hơn chục triệu thôi. Nhưng mà ngược lại là nếu mọi người sang bên Nhật xuất khẩu lao động 3 năm đầu tiên ấy, nếu công ty mọi người có tăng ca làm thêm làm đêm nhiều ấy, thì tất nhiên là mức lương hàng tháng của mọi người nó độn lên rất là nhiều nhá. Sau khi mà trừ tất cả các chi phí đi ấy, thì một tháng mọi người có thể dư được tầm cỡ khoảng độ là 15 đến 20 triệu, thậm chí là đến 25 triệu nhá. Thì đấy là mình nói với những cái bạn mà có tăng ca làm thêm làm đêm nhiều. Còn những cái bạn mà sang bên Nhật mà chỉ làm giờ hành chính, không có làm đêm, không làm thêm ấy, thì cái mức lương hàng tháng mình chia sẻ rồi, tháng chỉ dư được tầm cỡ khoảng độ hơn chục triệu thôi, chứ không có được nhiều đâu. Nên là những ai mà đang mơ tưởng là sang bên Nhật đi xuất khẩu lao động ấy mà kiếm được một tháng khoảng độ 40-50 triệu ấy thì không bao giờ có nhá. Mình là một người trải nghiệm mà 6 năm ở Nhật, và mình cũng có rất nhiều bạn bè sang bên Nhật đi xuất khẩu lao động rồi. Thì mình cũng muốn chia sẻ cho mọi người để mọi người có thể nắm bắt được, mọi người có thể là quyết định được mọi người có lên đi Nhật hay không. Vừa rồi là mình cũng đã chia sẻ qua loa một chút thông tin về những cái bảng lương rồi là cái mức lương bên Nhật ấy. Thì ngay bây giờ thì mình sẽ dẫn mọi người đi ra gửi tiền về Việt Nam của mình nhá. Cách gửi tiền là rất đơn giản thôi, đút tiền vào thẻ xong là về nhà mình lên điện thoại ấy, mình đặt lệnh ấy là mình có thể gửi tiền Việt Nam nhá. Tổng số tiền lúc nãy mình rút là 30 man, và tháng trước mình cũng nhận tiền lương, mình quay video ấy, mình vẫn để tiền lương ở nhà nhá. Nên là hôm nay thì mình sẽ ra đây mình đút tất cả tiền vào thẻ để mình gửi về luôn. Thẻ mình nhét vào ấy thì mình sẽ bấm nút cho tiền vào nhá. Xác nhận này. Lắp mở ra rồi ấy, thì mình sẽ đút tiền vào nhá. Nguyên một cục tiền đây. Tổng số tiền mình rút vào đây là 73 man này. Máy nó lại đếm tiền nữa nhá. Nó đếm tiền nữa, xong bắt đầu nó lại nhả cho mình hóa đơn này. Và khi mình quay chia sẻ video bảng lương lên đấy thì có thể là nhiều người nghĩ là mình đang rất nhiều tiền. Nhưng mà thực ra thì không có nhiều đâu mọi người ạ. Đi khoảng độ 6-7 năm về thì cũng chỉ đủ xây căn nhà thôi. Xây căn nhà xong ấy là mình lại trắng tay nhá, lại về con số 0, lại bắt đầu làm lại từ đầu chứ không có nhiều đâu.
Bởi vì ngay thời điểm ban đầu của mình ấy là sang bên Nhật để kiếm tiền để lo cho tương lai. Nếu mà được nhiều tiền ấy thì về xây được căn nhà và chúng là phụ giúp bố mẹ mình ở Việt Nam nhá. Thì bây giờ thời điểm hiện tại ấy là sau khoảng độ 6 năm thì mình cũng có một cái khoản vốn nhất định rồi. Về nhà mình cũng có khả năng là mình xây được căn nhà. Giờ xây được căn nhà ấy, gọi chung là xây được xong căn nhà ấy, thì vẫn chưa có nội thất nhá. Tất nhiên là tổng số tiền mình kiếm được ấy không chỉ là xây nhà không đâu, mà mình còn phải lo rất nhiều việc nữa. Nên là mình cũng phải chi phối tiền cho hợp lý nhá. Chứ kiếm được tiền ấy mà đập hết vào xây căn nhà xong lại về con số 0 thì đúng là chết dở luôn. Bắt buộc phải dư ra được một khoản vốn ấy để mình có thể kinh doanh buôn bán để làm ăn nhá. Mình gửi về tổng cộng là 38 man và mình mất tổng cộng là 1 sen 750 yên tiền là phí gửi nhá. Phí gửi thì hết cỡ khoảng độ là 294.000. Và ngày hôm nay ấy là do tỷ giá tiền yên tăng lên ấy, nên là tổng 38 man mình gửi về Việt Nam ấy, thì ở bên Việt Nam người nhà mình nhận được tổng cộng là 63.800.000 nhá. Gửi tiền xong ấy, thời điểm hiện tại bây giờ cũng tối rồi, mình sẽ rẽ vào một cái quán ăn ngay bên dưới đường ấy, mình vào ăn nhá. Đây là một cái quán mát chuyên về cơm, chuyên về ramen, rồi là đồ ăn vặt, đồ nhậu nhá. Cái quán này là quán của người Nhật đây. Bên trong thì cũng đang khá nhiều khách ăn nhá. Và thời điểm hiện tại ấy, thì mình đang vào trong quán ăn nhá. Mình đang ngồi bàn đây, mình ngồi mình đây. Trên bàn thì có nước lọc này, đây là có các gia vị nhá. Gia vị ở đây thì có xì dầu này, hạt tiêu này, bột ớt, có tăm, rồi là có giấm nhá. Đây là đũa, đây là tít xiu này, giấy lau. Mình vào trong quán ăn ấy, thường thường là người ta sẽ mang cho mình thêm một cốc nước đá nhá. Mình muốn uống thêm ấy, mình có thể ra ngoài kia mình vặn kia. Và đây chính là menu nhá. Menu của quán này ấy thì cũng chỉ chuyên về ramen mấy đồ nhậu thôi. Các suất ramen ở đây ấy thì người ta ghi kèm hình ảnh và các cái suất đắt rẻ khác nhau đây. Đấy, đắt thì nhiều đồ ăn hơn mà rẻ thì ít đồ ăn hơn nhá. Ramen cũng có khá nhiều loại khác nhau này. Bên đây là các cái đồ ăn xào, đồ ăn chiên. Và đây chính là cái bữa ăn tối của mình nhá. Mình cũng vừa gọi xong đây. Mình gọi một suất gyoza này, há cảo chiên. Và đây là một suất ramen nhá. Ramen thì vừa mình gọi nhầm suất hay sao đấy, không giống cái suất mọi khi mình ăn nhá. Trên thì có rong biển này, có hành này, dưới là có lớp thịt và cuối cùng là lớp ramen nhá. Cái suất này thì hơi ít nhân một chút, nhưng nói chung là mình nhỡ gọi rồi nên là đánh ngắn tạm thôi. Ăn món há cảo đây ấy, là phải có soju nhá. Và tổng hóa đơn cho hai cái món đồ của mình đây hết là 1.270 yên. Và đây chính là bữa ăn tối của mình nhá. Thì mình mời tất cả mọi người ăn bữa tối của mình nhá. Đây, bên trên người ta phủ rất nhiều lớp hành đây. Suất này thì mình không nhầm mà chỉ được một miếng thịt thôi nhá, một miếng thịt thôi. Đấy, đây là nước dùng, dưới là sợi ramen nhá, sợi mì rất là to luôn này. Đấy, mọi người sang bên Nhật thì mọi người lên ăn thử món ramen nhá. Ramen là một cái món rất phổ biến đặc trưng của Nhật rồi. Bên đây thì có thêm một sợi măng nhá. Bình thường cái suất mình gọi ấy thì nó trên khoảng độ 1.000 yên. Giá cả nó đắt hơn ấy, nên là sẽ được topping nhiều hơn. Như suất mình gọi đây thì toàn ramen là chính nhá. Thịt thà không có nhiều. Đấy. Mà tất cả mọi người nhá. Món gyoza há cảo người ta rán nóng rồi. Đấy. Món này hồi trước mình cứ nghĩ là không ra gì ấy. Nhưng thời điểm hiện tại thì thực ra là sang lâu rồi. Mình ăn nhiều ấy, thành ra quen nhá. Ăn quen thành ra ngon. Bên trong thì nó không có nhân thịt đâu, toàn nhân hành với cả rau các loại thôi. Ăn rất là ngon nhá, thơm. Đây là ramen này, sợi ramen to cực kỳ luôn. Mình thì thường thường ấy là mình sẽ nấu cơm ở nhà là chính nhá, nấu cơm ở nhà là chủ yếu. Nhưng mà hôm nào mình đi đâu ngại ngại hoặc là mình tiện ấy thì mình dễ vào quán mình ăn luôn, đỡ là phải nấu nhá. Một miếng thịt nợn duy nhất đây, thịt nợn là bắp bò, người ta luộc lên bắt đầu thái mỏng nhá. Vị chi là mình ăn xong suất ramen, ăn xong cái suất há cảo này là cũng no căn bụng nhá. 5 cái há cảo to phạc luôn, kèm thêm một bát ramen to nhá. Ramen này dạng là ramen nhỡ, nhưng mà ăn kết hợp hai món là ok đấy, là no đấy. Gyoza ở mấy cái quán ăn này ăn rất là ngon mọi người nhá. Mình không nhầm là có thêm một chút thịt nữa, thêm một chút thịt băm. Mỗi khi mà nhận được tiền lương YouTube ấy, hoặc là tiền lương công ty ấy, thì mình sẽ bỏ một chút tiền ra mình đi ăn nhá. Quả chung là mình lao động, mình làm việc nhiều rồi, mình phải ăn, mình phải thưởng thức nhá.
Và ở thời điểm hiện tại mình có được một mức lương như này cũng một phần là do mình kiên trì nhá. 3 năm đầu mặc dù là mức lương của mình thấp, mình bị áp lực, mình bị sơ chết nhiều vấn đề đó, nhưng mà mình vẫn kiên trì hết 3 năm để mình chuyển được sang công ty mới nhá. Và sau khi chuyển sang công ty mới thì khá may mắn cho mình là mình vào được một công ty nhiều việc, tăng ca làm thêm làm đêm nhiều, nên là mức lương cũng rất ổn định nhá. Và chung là ai sang bên Nhật đi lao động, ai sang bên Nhật đi xuất khẩu lao động đấy cũng mong muốn là sẽ có một công việc ổn định, một mức lương cao nhá. Ai cũng mong muốn vậy, nhưng mà cũng như mình chia sẻ ấy, là may mắn tùy từng người, mỗi người sẽ có một may mắn khác nhau. Thực sự là cái sợi ramen bên Nhật đấy ăn nó to to, ăn dai dai, ăn rất khác với vị mì của Việt Nam nhá. Nhưng mà thực ra mà những ai mà ăn lần đầu hoặc là ăn không quen ấy thì mọi người sẽ cảm giác ăn nó khó chịu nhá. Bởi vì là đang ăn đồ Việt Nam quen ấy mà sang bên Nhật ăn đồ Nhật có vị nó khác hẳn ấy, mọi người sẽ ăn sẽ hơi khó một chút. Tình hình là mình cũng ăn xong bữa tối rồi. Bữa ăn tối phải gọi là lo căng bụng luôn nhá. Và tất nhiên một điều rằng ấy là ăn cơm ngoài quán ấy, ăn cơm bên ngoài thì lúc nào cũng đắt hơn ăn cơm ở nhà nhá. Tự mua đồ về nấu ăn ấy thì sẽ rẻ hơn, nhưng mà tất nhiên là ăn ở ngoài thì nó tiện hơn, nên là mình đi xa hoặc là mình ngại nấu cơm ấy thì mình sẽ chọn lựa ăn ở ngoài nhá. Hiện tại thì cũng tối rồi, mình cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video clip này. Nếu mọi người thấy quý vị thích ấy thì đừng quên để lại cho mình lượt like video cũng như là một lượt đăng ký kênh YouTube Đức Thư Vlog của mình nhá. Cảm ơn tất cả mọi người.